Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2020 và 50 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam ngày 7 tháng 9 năm 1970, ngày 7 tháng 9 năm 2020, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung, Tài nguyên VTV8 và cơ quan thường trú đại tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung VOV miền Trung. Đến thăm trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp truyền thông của đất nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng, xứng đáng với vị trí, vai trò là một bộ phận quan trọng của đài truyền hình quốc gia, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng, nhà nước và nhân dân, tại cơ quan thường trú đại tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trải qua chặng đường 75 năm, đại tiếng nói Việt Nam đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận quan trọng của đất nước và VOV miền Trung thời gian qua đã liên tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn văn quảng mong muốn với những thành quả đạt được vov miền trung sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa về năng lực chuyên môn nghiệp vụ giữ vững vị thế là cơ quan báo chí quan trọng của đảng và nhà nước tiếp tục đóng góp cho thành phố đà nẵng ngày càng phát triển